Buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid sáng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8. Thì theo đó thì tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều tỉnh thành đã quyết định giãn cách chỉ thị số 16 thêm từ 10 đến 15 ngày nữa. Thì tại các tỉnh như Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre đều giãn cách theo chỉ thị số 16 từ 10 đến 15 ngày nữa hoặc là đến khi có thông báo mới. Thì từ ngày 15 tháng 8, chính quyền các tỉnh yêu cầu ai ở đâu thì ở đó. Còn tại huyện Bình Đại thì đã có quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19, là địa điểm là tại trường học, là trường tiểu học Bùi Sĩ Hùng, xã Bình Thới, huyện Bình Đại. Đây là lần thứ hai. Thì thành lập khu cách ly tập trung là để phòng chống dịch Covid-19 huyện Bình Đại thì gọi tắt là khu cách ly tập trung, cụ thể như sau: địa điểm là trường tiểu học Bùi Sĩ Hùng, quy mô là 15 phòng, 60 giường, địa chỉ là ấp Bình Thới 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì chức năng và nhiệm vụ của khu cách ly tập trung là: khu cách ly tập trung có chức năng là tổ chức thu nhận, theo dõi, cách ly các trường hợp F1 và những người có nguy cơ cao từ vùng dịch về theo quy định. Tại huyện Bình Đại thì tại xã Thừa Đức là vừa bắt được 5 đối tượng là tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Thì vào ngày 12 tháng 8, qua công tác tuần tra, kiểm tra của lực lượng công an xã phối hợp với tổ tuần tra phòng chống dịch trên địa bàn, phát hiện 5 đối tượng bao gồm HQT, sinh năm 90, đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, và VVC, sinh năm 88, đăng ký hộ khẩu thường trú tại ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại, và NQT, sinh năm 1989, ở hộ khẩu thường trú tại ấp Thừa Thạnh, xã Thừa Đức, và LVNL, sinh năm 89, ở ấp Thừa Thạnh, xã Thừa Đức, và người cuối cùng là NVB, sinh năm 94, có hộ khẩu thường trú tại ấp Thừa Thiên, xã Thừa Đức, có hành vi vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và vi phạm về chỉ thị số 16 về sử dụng trái phép chất ma túy. Thì qua làm việc, các đối tượng thừa nhận về hành vi tụ tập đông người trong thời điểm là áp dụng chỉ thị số 16 để sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó là ghi nhận là ma túy đá. Hiện tại công an xã đang củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Còn tại Ba Tri, trưa ngày hôm qua 14 tháng 8, tổ công tác địa bàn đồn biên phòng Hàm Luông phối hợp với công an xã Tân Thủy, Ba Tri tuần tra thực hiện chỉ thị số 16. Khi đến khu vực ấp Tân Hòa, Tân Thủy, lực lượng thấy một đối tượng có biểu hiện nghi vấn và yêu cầu dừng xe kiểm tra, thì phát hiện trên người đối tượng có một ống nhựa chứa tinh thể màu trắng. Qua làm việc, đối tượng khai nhận tên là Văn Lộc Trọng, sinh năm 1996, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thủy, đang đi mua ma túy về sử dụng. Đồn biên phòng Hàm Luông tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra và mở rộng, đồng thời tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Và thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến sáng ngày hôm nay ngày 15 tháng 8. Thì theo đó thì Bến Tre sáng ngày hôm nay ghi nhận thêm 32 ca mắc mới. Thì trong đó liên quan đến ổ dịch công ty CB Đông Lạnh là 7 ca, Châu Thành là 3 ca, Thạnh Phú là 11 ca, Dòng Trơm là 2 ca, Bình Đại là 2 ca, Mỏ Cày Bắc là 3 ca, Ba Tri là 4 ca. Trong khu cách ly và phong tỏa là 26 ca, phát hiện ngoài cộng đồng là 6 ca. Thì tính đến ngày hôm nay Bến Tre vẫn là 27 ca tử vong và 640 ca ra viện. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.